Tôi sinh ra ở Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Từ nhỏ thì đã sinh ra trong một gia đình nông dân, bố mẹ làm nông dân, cũng học vấn thì trình độ cũng thấp, thì cho nên hoàn cảnh gia đình thì cũng là khó khăn, nghèo. Thế mà tuổi thơ của tôi thì từ nhỏ cũng rất là vất vả, vì gia đình thì toàn là con gái, mình lại là con út, bố mẹ thì cũng đông con, thành ra cuộc sống ngày xưa nó mưu sinh cơm áo gạo tiền, nó cũng rất là vất vả, mà cũng chỉ biết rằng là bố mẹ bảo mình như thế nào, dạy mình như nào thì mình luôn luôn là chấp hành và nghe theo, và lúc nào cũng là coi trọng cái chữ hiếu của với bố mẹ là hàng đầu. Nên bố mẹ thì tức là bố mẹ nào thì cũng muốn là con nó phải tốt, nó phải ngoan. Thế mà cái truyền thống thì từ các anh chị em từ lớn đến nhỏ thì trong gia đình đều luôn luôn là có tôn ti trật tự, và bố mẹ bảo các anh chị lớn thì nghe, anh chị lớn dạy bảo mình thì mình nghe. Thế và luôn luôn ở trong cái hoàn cảnh gia đình như thế, và lúc nào cũng đinh đinh là mình phải vươn lên. Vươn lên bằng cách gì? Chăm chỉ nghe bố mẹ giảng này, mình làm theo bố mẹ này và học, học để có thì mới thoát được nghèo. Thế cho nên là mặc dù kể cả ở nhà nằm ruộng thì cũng vẫn học hết lớp 12. Quê tôi thì nó là gần như là bản chất của quan, ngày xưa các quan lại rất là lớn và hiếu học. Kể cả những cái người ta làm ruộng, nông dân người ta cũng học đủ trình độ, chứ người ta không bỏ học sớm. Thế mà tất cả nó đều đua nhau về học, và tất cả những ông tiến sĩ rồi bác sĩ có thứ từ Tây Mỗ ra cũng rất nhiều. Người ta trưởng thành cũng rất nhiều. Mặc dù người ta làm ruộng nhưng người ta cũng có trình độ, nên là cái nhận thức về cuộc sống, về con người, về đối nhân xử thế, nó cũng là một trong những cái nhận thức rất là tốt. Thế và tôi cũng được thụ ích từ những cái truyền thống đấy. Thì rồi những cái trong một năm thì có những cái hội đền, hội đình thì tổ chức cũng rất là lề lếp, mà cũng rất là tức là người ta tôn trọng những cái quy định từ cái thời xưa, thì đến bây giờ cũng vẫn tôn trọng như vậy. Và rất là trang trọng, từ các con cháu đi xa về gần đến hội đình, hội làng là đều về để lễ và cảm ơn công đức của thành hoàng làng đã giáo dục cho mình sinh ra ở cái quê hương đấy, và để mình đào tạo mình lên một con người như bây giờ. Mình phải biết ơn cái chuyện đấy mà rất là kính trọng. Có khi từ làng, từ xóm trên, xóm dưới, người ta rất là nhỏ nhưng người ta cũng biết là gia đình đường người ta tôn trọng những người già, những người tàn tật, những người xa cơ lỡ bước, người ta cũng giúp đỡ nhau rất nhiều. Và tôi cũng học hỏi được những cái đức tính đấy rất là lớn. Đến cái năm tôi 35 tuổi là tôi bắt đầu tôi đau cột sống. Đau cột sống thì đi khám thì bảo là thoái hóa cột sống. Khi đầu tiên nó chỉ thoái hóa 3 đốt thôi. Thế xong rồi là đi rồi xong rồi bảo là loãng xương. Thế rồi cũng đi tiêm cả canxi. Thế rồi đi chữa. Thế rồi nó dần dần thì nó xuống đến gót chân. Tức là nó đã bị bốt đến tận gót chân. Thì đã mà phải vào bệnh viện thể thao ở đằng sau Mỹ Đình để đi mài gót chân, mài nội soi. Cũng không khỏi. Thì sau đấy thì tiếp tục đến 4 đốt sống cổ. Thì đi khám thì cũng thoái hóa toàn bộ, mà nó chèn vào dây thần kinh là khi mà giơ tay lên để thay cái áo chu đầu không giơ được, mà mỗi một lần như thế là hai hàng nước mắt cứ rớt ra. Mà nhưng mà tôi là người là chịu đựng, thì tôi cũng không kể, vì kể ra mà kêu với cậu chồng với con thì chồng con cũng sốt ruột. Cứ một mình lặng lẽ chịu đựng thôi. Thế mà ai thấy ở đâu có thuốc bảo chữa cột sống là hay là đi cả Thanh Hóa cũng có, rồi đi cả vào Nghệ Tĩnh cũng có. Thậm chí là ăn nằm ngủ đến lửa tháng trời, người ta chích các loại thuốc máu, người ta bảo đấy là máu độc, chích từ đằng cột sống rồi chích cả đầu gối ra, có khi hết hàng lửa lít máu cũng không khỏi. Thế rồi là đến lúc là đi nắn cột sống ở chỗ ngõ chợ Khâm Thiên cũng không khỏi, mà mỗi lần nắn cũng rất là tốn kém. Nếu mà nói về tiền thì nó cũng phải vài trăm triệu cũng không thành vấn đề, mà coi như là nó cũng không khỏi được.
cứ chỉ được khoảng vài hôm xong rồi dần dần nó lại như thế. Mà lắm lúc nó nằm ngủ nó buốt mà để tay thì nó hai cái tay nó tê. Nó tê xuống tận ngón, chân thì nó buốt xuống tận gót. Thì cứ như thế thôi. Những năm tháng trước đây thì mẹ tôi rất là khổ sở vì cái bệnh gai cột sống và bị xương khớp này. Các cái sinh hoạt bình thường của mẹ rất là khó khăn. Mẹ không thể đi lại lâu được, không đứng lên ngồi xuống sau khi ngủ dậy được. Và thay đồ hay là nấu cơm là mẹ sẽ rất là khó để làm. Mẹ rất là buồn, mẹ tôi rất là buồn bởi vì là bệnh tật làm cản trở công việc rất là nhiều, cũng không thể đi làm được, cũng không giao tiếp bên ngoài. Cho nên là cuộc sống nó rất là buồn và mẹ rất là mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống. Bố con tôi nhìn thấy mẹ như vậy thì cũng rất là thương mẹ. Thế nhưng mà cũng đã đi bệnh viện chữa, cũng đi châm cứu, cũng đã đi bấm huyệt, làm tất cả những cái y học phương Tây cả kết hợp Đông Tây y kết hợp, thế nhưng mà cũng không thấy có biến chuyển khả quan gì cả. Tình cờ thôi. Có một lần đi đám cưới con cháu ở trong dòng họ thì có hai vợ chồng cô cháu gái của con bà chị chồng. Thì các cháu tu luyện pháp luân công thì các cháu ấy hồng pháp cho hai vợ chồng. Thì chỉ đầu tiên là chỉ hồng pháp cho chồng tôi thôi, vì chồng tôi là bị đột quỵ. Tôi trong cái bối cảnh thì vừa đau lưng lại chồng như thế cho tôi nản. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ bụng, tôi bảo rằng bây giờ mình có 35 tuổi mà lại như thế này thì không hiểu là đến 45, 50 thì nó như thế nào. Mà nhà thì lại có hai cô con gái nó yếu như này, nó bé như này thì đến lúc mình làm một chỗ thì làm như thế nào? Thực sự là tuyệt vọng. Mọi người cứ bảo rằng đi vào bệnh viện để mổ cột sống đi. Thế nhưng người ta bị một hai đốt thì người ta mổ được. Mình bị cả cái cột sống thì mổ kiểu gì? Mổ cũng không khỏi được. Người ta bảo mổ cũng chỉ, người ta chỉ cam kết được cột 1-2 năm thôi. Chứ người ta cũng không cam kết cho mình cả đời. Thế mà mổ lần đầu, lần thứ hai mổ nữa thì gần như là không khỏi. Mà cái xác suất mổ thì cũng 50-50 thì cũng không biết thế nào, nhỡ mình nằm một chỗ thì sao. Thì thực sự là tuyệt vọng. Thì khi cháu nó hoằng pháp như thế thì đầu tiên thì tôi chỉ nghĩ là đưa chồng tôi đến để tu luyện thôi. Thì anh ấy cũng bảo rằng là bây giờ anh mà đi tu luyện thì phải có người chở đi. Thì tôi bảo thế thì em chở anh đi. Thì bây giờ anh vào tu luyện thì em đứng ở ngoài em chờ thì lại cũng không được. Mà đi về xong đến giờ anh ấy luyện xong rồi đưa đón cũng không được. Thì xong rồi anh ấy động viên hay là thôi em cũng vào cùng luyện. Thế hai vợ chồng vào cùng luyện. Cái điểm luyện công ấy thì được phụ đạo viên đồng tu Hà, bạn ấy rất là nhiệt tình giúp đỡ cùng các đồng tu khác nữa. Khi mà gặp vợ chồng chị Hòa thì tôi thấy là hai người rất là khổ. Nghĩa là người ta rất giàu có về vật chất nhưng mà về tinh thần thì người ta rất là thống khổ. Thì tôi nghĩ là người ta muốn thì mình giúp thôi. Và tôi đã hướng dẫn anh chị ý cùng vào luyện công với chúng tôi ạ. Bởi vì cái khuôn mặt thì lúc nào cũng buồn rầu của cái người bệnh tật ý. Mình có nói thế nào người ta cũng không thể vui được bởi vì cái nội tâm người ta không có vui. Cho nên là tôi nghĩ rằng người ta đang rất đau khổ. Thì tôi chỉ muốn là làm sao để họ giúp họ thoát khỏi cái sự đau khổ đấy. Chị Hòa này trước là chị có bệnh nhưng mà nay tức là chị đã tập được. Chị tập là tương đối lâu đấy. Thì bây giờ chị đã khỏi hết những cái bệnh mà từ trước nay, tức là bị bệnh này, cột sống này, bị đốt sống cổ, rồi chị bảo là bị cả mài cả gót chân nữa. Nhưng mà chị tập hiện nay coi như là hoàn toàn đã khỏi hết bệnh. Tức là chị rất là vui vẻ mà chị tinh tấn hàng ngày, chị ra luyện công rất đều đặn và rất sớm. Đối với những người phụ nữ mà may mắn đắc được đại pháp, đó là điều chân quý nhất. Đấy, đại pháp đã mang lại rất nhiều lợi ích cho những người phụ nữ, đặc biệt là những người cao tuổi thường hay mắc nhiều các thứ bệnh. Đấy, mà qua một thời gian ngắn tu luyện đại pháp và sức khỏe được cải biến rất lớn. Đấy, bệnh tật thì chỉ một thời gian ngắn thôi mà bệnh tật tiêu tan hết lúc nào không biết. Đầu tiên thì tôi đọc cái đấy thì tôi buồn ngủ lắm. Lần đầu tiên tôi đọc thì có khi chỉ được nửa bài thôi, buồn ngủ quá tôi lại bỏ. Tôi lại không đọc. Nhưng mà luyện công thì tôi vẫn cứ ra luyện công, nhưng mà có hôm thì đang đi lửa đường thì mưa thì lại quay về, không luyện. Hoặc là ví dụ đang luyện mà mưa thì tôi cũng bỏ đi về.
và mưa này thì luyện thì thôi đi về. Thế rồi là có khi đang luyện thì lại kiểu tâm tính nó không được, chưa được trầm, có khi nhấp nhổm thì lại về, nó không phải là chuyên. Thì hôm thì buổi đi, hôm thì buổi không. Thế sau đấy thì lại qua quá trình thì các đồng tu cũng ra cũng nhắc nhở, cũng động viên là cố gắng lên học pháp nhiều lên thì nó sẽ khác. Thì tôi cũng quyết định là thôi, mình đã xác định là mình tu theo sư phụ rồi thì mình tinh tấn lên. Và lúc bấy giờ chuyên tâm học pháp. Và đến thời điểm nào gần như bắt buộc tự mình ước thúc mình là mỗi ngày phải học một bài. Học kiểu gì không học được một lúc thì học 2 lần, 3 lần, phải học hết một bài. Nhưng sau đấy thì dần dần thì càng học thì càng ngộ ra. Và đến lúc ngộ thì trong đấy trong thời gian học thì quan đến cũng rất nhiều. Có những cái quan mình cũng không vượt qua được, cũng nản. Nhưng sau khi mình học pháp thì sư phụ cũng giảng là khi mình không vượt qua được thì mình lại làm lại từ đầu, như tu luyện như từ ban đầu. Thì sau đấy thì cũng rất nhiều lần như thế. Cứ mỗi lần bấp ngã thì lại một lần cố gắng. Thì lần sau lại cố gắng hơn lần trước, thì càng học thì càng ngộ ra. Thì đến lúc mình hiểu rằng cái môn này là mình tu cho mình. Mình không phải tu cho ai cả. Trước mắt mình được thọ ích từ lợi ích, sau đấy thì mình sẽ hoằng pháp cho những người khác để biết được cái vẻ đẹp của đại pháp và hướng con người ta đến chân thiện nhẫn. Nó tốt như thế này mà tại sao lại mọi người lại không hiểu ra, lại mọi người cứ lý do lọ lý do kia xong để ăn giật. Thế nên là trong quá trình tu như thế thì bệnh nó khỏi lúc nào ấy. Từ khi tu luyện thì tôi rất là mừng khi mà hàng ngày chứng kiến chị Hòa thay đổi. Chị không chỉ tinh tấn về tu luyện mà chị còn có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm với chồng, với con. Mặc dù là chị rất là muốn đến môi trường tu luyện, nhưng mà lúc nào chị cũng biết là đến giờ này là mình phải về nhà, bởi vì chồng mình mong. Khi mà tôi có chứng kiến khi mà con gái lớn của chị ấy sinh cháu, thì chị ấy đã ở với con là 3 tháng 10 ngày. Mặc dù gia đình có điều kiện để thuê giúp việc, nhưng mà chị ấy đã dùng cái tình thương của người mẹ, cái tình yêu thương của người mẹ, của người bà để chăm sóc cháu mình chứ không thuê giúp việc. Thế trong quá trình tu ấy thì tôi chỉ nghĩ một điều, tức là khi mà đọc pháp của sư phụ thì sư phụ nói là chư vị cứ một mực tu lên, tất cả đã có sư phụ. Thì trong những cái sinh hoạt rồi cuộc sống rồi con cái ở trong gia đình có những cái, chẳng hạn tôi lấy ví dụ như con gái thứ hai của tôi, cháu ở cái tuổi nó dở người lớn dở trẻ con, không thiếu là hàng chục lần tôi phải khóc về cái chuyện dạy con. Có những lúc mà tôi bất lực, tôi không thể dạy nổi nữa bởi vì nói cháu nó bướng. Sau đấy thì tôi mới ngộ ra là thôi, và cũng xin sư phụ là con xin giao phó tất cả cuộc đời con, cuộc sống của con rồi tất cả gia đình con giao cho sư phụ. Bây giờ con chỉ có một mực là tinh tấn tu luyện. Thì sau đấy tôi cứ xác định trước mắt là mình cứ phải tinh tấn đã, học pháp đầy đủ, luyện công đầy đủ, tất cả buông xuống những cái tâm tính. Đối với chồng con thì cũng phải chu đáo đã. Thì cuộc sống sinh hoạt, cơm áo gạo tiền hàng ngày với chồng với con mình cũng phải làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, của một người phụ nữ. Chứ không phải là cứ tu luyện rồi bỏ hết. Thì mình cứ làm cho nó đúng theo pháp đi đã. Sau đấy thì sư phụ sẽ tự an bài cho mình. Và tôi cũng đã trải nghiệm ra được như thế. Đệ tử con cũng rất là trân quý và kính chúc sư phụ. Con cũng cảm ơn cái hồng ân đạo hãn của sư phụ đã cứu vớt con từ trong địa ngục, đã cho con một cuộc đời mới, che chở bảo hộ con để con đến được đến ngày hôm nay. Con xin cảm tạ sư phụ.